Giá heo hơi hôm nay mùng 6 tháng 4, tăng 1.000 đồng mỗi kg tại một vài địa phương. Giá heo hơi hôm nay, mùng 6 tháng 4 tăng nhẹ tại miền Bắc và miền Nam. Hà Tĩnh chăn nuôi heo an toàn sinh học theo hướng hữu cơ. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc tăng nhẹ. Theo khảo sát, giá heo hơi tại miền Bắc tăng 1.000 đồng mỗi kg. Cụ thể, heo hơi tại tỉnh Thái Bình được thu mua với giá 51.000 đồng mỗi kg sau khi tăng 1.000 đồng mỗi kg. Các địa phương bao gồm Yên Bái. Nam Định, Hà Nam và Ninh Bình đang giao dịch cùng mức 49.000 đồng mỗi kg. Các tỉnh, thành khác duy trì thu mua heo hơi với giá 50.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc trong khoảng 48.000 đến 51.000 đồng mỗi kg. Cụ thể giá heo hơi tại Bắc Giang là 51.000 đồng mỗi kg, Yên Bái là 49.000 đồng mỗi kg, Lào Cai là 50.000 đồng mỗi kg, Hưng Yên là 51.000 đồng mỗi kg. Nam Định là 49.000 đồng mỗi kg, Thái Nguyên là 50.000 đồng mỗi kg, Phú Thọ là 50.000 đồng. Mỗi kg, Thái Bình là 51.000 đồng mỗi kg, Hà Nam là 49.000 đồng mỗi kg, Vĩnh Phúc là 51.000 đồng mỗi kg, Hà Nội là 50.000 đồng mỗi kg, Ninh Bình là 49.000 đồng mỗi kg, Tuyên Quang là 50.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên lặng sóng. Giá heo hơi khu vực miền Trung. Tây Nguyên đi ngang trên diện rộng. Theo đó, mức giao dịch thấp nhất khu vực là 48.000 đồng mỗi kg vẫn được chứng kiến tại các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng. Trong khi đó, thương lái tại hai tỉnh Thanh Hóa và Bình Định duy trì giao dịch heo hơi ở mức 51.000 đồng mỗi kg, cao nhất khu vực. 49.000 đến 50.000 đồng mỗi kg là khoảng giá được chứng kiến tại các địa phương còn lại. Hiện tại, giá thu mua heo hơi ở khu vực miền Trung tây nguyên trong khoảng 48.000 đến 52.000 đồng mỗi kg. Cụ thể giá heo hơi tại Thanh Hóa là 51.000 đồng mỗi kg, Nghệ An là 49.000 đồng mỗi kg, Hà Tĩnh là 49.000 đồng mỗi kg, Quảng Bình là 50.000 đồng mỗi kg, Quảng Trị là 48.000 đồng mỗi kg, Thừa Thiên Huế là 48.000 đồng mỗi kg, Quảng Nam là 50. 2.000 đồng mỗi kg, Quảng Ngãi là 52.000 đồng mỗi kg. Bình Định là 51.000 đồng mỗi kg, Khánh Hòa là 50.000 đồng mỗi kg, Lâm Đồng là 50.000 đồng mỗi kg, Đắk Lắk là 48.000 đồng mỗi kg, Ninh Thuận là 49.000 đồng mỗi kg, Bình Thuận là 50.000 đồng mỗi kg. Đại diện tập đoàn Quế Lâm chi nhánh tại Hà Tĩnh, ông Nguyễn Trọng Hương thông tin, từ năm 2021 đến nay, tập đoàn Quế Lâm đã phối hợp với các địa phương tại Hà Tĩnh triển khai 13 mô hình chăn nuôi heo an toàn sinh học theo hướng hữu cơ đây là mô hình chăn nuôi heo an toàn sinh học theo hướng hữu cơ đầu tiên được triển khai tại huyện lộc hà với mong muốn từ mô hình này sẽ lan tỏa phương thức nuôi an toàn sinh học theo hướng hữu cơ trên địa bàn huyện nói riêng và toàn tỉnh nói chung thông qua việc triển khai mô hình giúp quản lý tốt dịch bệnh xây dựng vùng an toàn dịch góp phần khôi phục sản xuất phục vụ việc tái đàn heo sau thời gian thiệt hại do bệnh dịch tả heo châu phi theo chăn nuôi việt nam giá heo hơi hôm nay tại miền nam tương đối ổn định Thị trường heo hơi tại miền Nam tăng nhẹ. Cụ thể, sau khi tăng 1.000 đồng mỗi kg, tỉnh Sóc Trăng chứng kiến giá heo hơi ở mức 51.000 đồng mỗi kg. Các địa phương bao gồm Vũng Tàu, Vĩnh Long, Cà Mau và Bạc Liêu đang giao dịch heo hơi với mức cao nhất khu vực là 52.000 đồng mỗi kg. Các tỉnh thành khác đang thu mua heo hơi với giá từ 50.000 đồng mỗi kg đến 51.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi khu vực miền Nam hôm nay trong khoảng 50.000 đến 52.000 đồng mỗi kg. Cụ thể giá heo hơi tại Bình Phước là 50.000 đồng mỗi kg, Đồng Nai là 50.000 đồng mỗi kg, Thành phố Hồ Chí Minh là 50.000 đồng mỗi kg, Bình Dương là 50.000 đồng mỗi kg, Tây Ninh là 50.000 đồng mỗi kg, Vũng Tàu là 52.000 đồng mỗi kg, Long An là 50.000 đồng. Mỗi kg, Đồng Tháp là 50.000 đồng mỗi kg. An Giang là 51.000 đồng mỗi kg, Vĩnh Long là 52.000 đồng mỗi kg, Cần Thơ là 51.000 đồng mỗi kg, Tiên Giang là 51.000 đồng mỗi kg, Hậu Giang là 50.000 đồng mỗi kg, Cà Mau là 52.000 đồng mỗi kg. Tiền Giang là 50.000 đồng mỗi kg, Bạc Liêu là 52.000 đồng mỗi kg, Trà Vinh là 51.000 đồng mỗi kg, Bến Tre là 50.000 đồng mỗi kg, Sóc Trăng là 50.000 đồng mỗi kg.